Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Didu. Và trong video hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về thiết bị máy đọc sách và máy ghi chú nhé. Nhưng thực ra cái thiết bị mà mình trên tay ngày hôm nay thì nó không đơn thuần là một cái máy đọc sách mà hình in với khả năng ghi chú đâu, mà nó còn hơn thế nữa. Và đôi khi trong một vài cái tác vụ và một vài tính năng của nó còn tiệm cận với một chiếc tablet giải trí. Đây là bài trên tay Onyx Books Tab Ultra C. Với cái chữ C ở trong tên gọi đó thì chúng ta thấy rằng đây là một chiếc tablet e-ink với màn hình màu. Trên thực tế thì đây là chiếc tablet với khả năng ghi chú màn hình màu đầu tiên của Onyx. Thông thường trong một bài trên tay của mình thì mình sẽ nói đầu tiên về thiết kế trước. Tuy nhiên thì hãy bỏ qua thiết kế sang một bên đi, mà mình sẽ nói về màn hình, bởi vì đây là một cái nâng cấp đáng giá nhất và rất là được quan tâm ở trên chiếc máy này. Thông thường một cái tablet e-ink thì nó sẽ có một cái màn hình đen trắng, đúng không? Tại vì nó là màn hình e-ink và cái khái niệm đó đã ăn sâu vào đầu óc chúng ta rồi, tức là e-ink chỉ có đen trắng mà thôi. Tuy nhiên thì bây giờ với sự phát triển của công nghệ, một vài hãng đã bắt đầu cho ra những chiếc tablet e-ink với màn hình màu. Cái máy này sử dụng công nghệ màn hình màu e-ink Kaleido 3, tức là cái công nghệ màn hình màu mới nhất của e-ink. Chúng ta thấy là so với lại Kaleido Plus trước đây thì cái công nghệ này nó sẽ có một vài cái điểm mới, một vài cái nâng cấp mà mình sẽ tóm tắt gọn lại. Nó có khả năng hiển thị hơn 4.000 màu sắc ở độ phân giải là 150 ppi, tức là chúng ta sẽ có một cái màn hình mịn hơn, sắc nét hơn và màu sắc hiển thị tốt hơn. Để có thể thêm được màu sắc vào trong một cái màn hình ghi in thì theo như tìm hiểu rất là sơ bộ của mình thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ lọc màu ở phía bên trên cái màn hình ghi in. Vì thế cho nên chúng ta mới có sự khác biệt về độ phân giải ở đây. Tức là với những nội dung trắng đen thì cái máy này vẫn có độ phân giải là 300 dpi, trong khi với những màu sắc thì nó sẽ hiển thị ở 150 dpi. Vì thế mà trong một số cái màu sắc ở đây các bạn sẽ thấy được nó sẽ hơi rỗ hơn một chút, và nó như kiểu là có những cái hạt ở đây này đó. Nếu mà các bạn nhìn kỹ, để mình zoom cho các bạn kỹ hơn để các bạn sẽ thấy được điều đó. Cái màn hình này được phủ một lớp kính phẳng với viền nhôm, và cái lớp kính này theo mình thấy thì nó không bóng, cũng như là nó cho cái khả năng viết ghi chú trên màn hình rất là tuyệt vời. Nó gần như là chúng ta đang thao tác một cái bút thật vậy. Về cái cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy rằng những cái màu sắc ở trên Tab Ultra C này nó là những cái màu nó tông về hơi nhạt, thì đây là một điều khá là dễ hiểu thôi. Tại vì nó là một cái màn hình e-ink chứ nó không phải là một cái tấm nền LCD hay là OLED. Nó có thể hiển thị được hàng triệu màu với khả năng màu sắc rất là lung linh và rất là sống động, đúng không? Vì thế mà những cái màu sắc ở trên cái tablet này nó hơi có thiên hướng là nó hơi nhạt một chút, nó giống như những cái màu pastel vậy. Nếu em biết về những cái màu pastel thì sẽ dễ hình dung ra màu sắc ở trên cái tablet này. Thì màu sắc nó sẽ đem lại cho chúng ta cái gì? Đầu tiên đó là nó sẽ giúp cho thiết bị này nó vui vẻ hơn một chút, đúng không? Các bạn sẽ hình dung như này. Chúng ta đọc một trang giấy, đọc một tờ báo giấy, nó chỉ là đen trắng, hình ảnh đen trắng mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhà xuất bản người ta sẽ đưa ra, người ta thêm vào một chút màu sắc cho cái tờ báo đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là nó sống động hơn, đúng không? Thì nó là điều tương tự nó xảy ra trên cái Tab Ultra C này. Ngoài ra với màu sắc và một cây bút stylus thì mình có thể highlight, mình có thể đánh dấu hay là mình ghi chú vào những cái tài liệu, những quyển sách bằng màu sắc, nó sẽ trực quan và nó sẽ sống động hơn. Hay như với một cái màn hình 10:3 như thế này thì khi mà đọc truyện tranh màu thì chúng ta sẽ thấy là có những cái mảng màu ở đây nhìn nó rất là đẹp so với lại những cái truyện tranh nó chỉ hiển thị đen trắng. Có nhiều người lần đầu tiếp cận với e-ink sẽ nói với mình rằng tại sao không mua một chiếc iPad mà lại phải mua một chiếc e-ink xong rồi nó có màn hình màu. Để mình giải thích một chút ngắn gọn cho các bạn nha. Mỗi chúng ta sẽ có nhu cầu cơ bản về công việc và giải trí khác nhau. Không phải ai cũng cần một chiếc iPad cho nhu cầu công việc và giải trí, mà sẽ có rất là nhiều người cần một chiếc màn hình e-ink cho công việc của họ. Họ là những người ghi chú, họ là những người xử lý tài liệu, họ là những editor, tức là họ xử lý văn bản rất là nhiều, thì họ chỉ cần một cái màn hình e-ink mà thôi. Như vậy với Tab Ultra C thì chúng ta vẫn sẽ có một cái tablet màn hình e-ink nhưng mà nó có thêm màu sắc để chúng ta có thể thao tác, chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể đọc nhiều giờ trên này mà nó không gây khó chịu, không gây hại mắt như là khi chúng ta sử dụng iPad. Cái công nghệ e-ink màu nó sẽ thêm một cái bộ lọc màu ở bên trên, cho nên các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình so với lại cái Kindle Paperwhite của mình ở đây, đó là một chiếc màn hình e-ink đơn thuần mà thôi, thì các bạn thấy là cả hai đều đang tắt đèn nền đi. Rõ ràng rằng cái Kindle của mình nó sẽ hơi sáng hơn một chút so với lại cái Tab Ultra C này. Đó là điều dễ hiểu bởi vì nó có thêm một cái bộ lọc màu bên trên cho nên sẽ ngăn cản ánh sáng một chút. Vì thế trong một số trường hợp chúng ta sẽ phải bật nhiều đèn nền hơn ở trên cái Tab Ultra C này để nó có hiển thị rõ ràng mà chúng ta có thể nhìn rõ. Trong khi e-ink nó sẽ không gây tốn pin cho thiết bị, thì với những cái đèn nền mà chúng ta phải sử dụng nhiều thì chắc chắn nó sẽ hao pin cho cái thiết bị này nhiều hơn. Và dĩ nhiên rồi, cái Tab Ultra C này nó vẫn có cả đèn trắng và đèn vàng tương tự như là những cái máy đọc sách thế hệ mới của Onyx. Đó là về màn hình của Tab Ultra C, các bạn sẽ thấy nó rất là thú vị, đúng không? Bây giờ mình sẽ nói tiếp theo về thiết kế nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc tablet với màn hình là 10,3 inch và ở trong một cái khung bằng nhôm nguyên khối như thế này. Và phải nói thật với các bạn rằng đây là cái thiết bị đầu tiên của Onyx mình thấy nó có một cái chất lượng build, chất lượng hoàn thiện tốt như vậy. Nó rất là cứng cáp và hoàn toàn không có một cái gì đó ọp ẹp ở trên tay của mình cả, bởi vì nó là một vỏ nhôm nguyên khối. Tuy nhiên mình thấy rằng ở các cạnh nhà sản xuất vát nó hơi sắc một chút, cho nên là đôi khi mình cầm vào mình thấy nó hơi cấn tay. Ở phía cạnh trên này chúng ta sẽ có một nút nguồn, loa ngoài cũng như là một cái cổng USB-C ở cạnh đối diện và khe cắm thẻ nhớ. Và đằng sau này chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của một cái cụm camera ở đây. Tuy nhiên thì đây không phải camera để chụp hình nha, mà đây là camera để quét tài liệu, quét những cái văn bản để trở thành văn bản số mà thôi. Tiếp theo về cấu hình thì cái máy này được trang bị con chip Snapdragon 8 nhân với RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB với khả năng mở rộng 1TB qua cái thẻ nhớ này.
chúng ta thấy là một cái khả năng gần như là vô hạn với một chiếc tablet e-ink, đúng không? Vài năm trước đây chúng ta chưa thể nào tưởng tượng được e-ink nó lại phát triển đến như vậy. Bây giờ thì chúng ta đã có một chiếc tablet e-ink rất là mạnh về cấu hình cũng như là về những tính năng về màn hình. Tại sao mình lại nói rằng đôi khi cái tab Ultra C này nó gần như nó tiệm cận với một tablet giải trí? Chúng ta thấy là nó có một cái camera ở đây để quét tài liệu. Chúng ta thấy là nó có loa ngoài, chúng ta có thể cài được app để nghe nhạc. Và như các bạn thấy thì mình đang kết nối cái tablet này với lại một cái DAC của mình để mình nghe nhạc chất lượng cao. Tức là bây giờ mình hoàn toàn có thể đối xử với cái này tương tự như là một chiếc smartphone hay một chiếc tablet Android mà nó không bị giới hạn bởi màn hình e-ink nữa. Có một chi tiết thú vị đó là trên cái nút nguồn này thì Books cũng trang bị cho nó một cái cảm biến vân tay. Tức là bây giờ chúng ta có thể thêm vân tay vào đây để khi mở khóa chúng ta chỉ việc chạm vào là cái máy nó mở khóa cho mình một cách rất là bảo mật và nhanh chóng. Về phần mềm thì chúng ta thấy là cái máy này chạy Android 11 và nó vẫn có tất cả những cái tiện ích phần mềm mà Books đã trang bị cho cái máy của họ. Chúng ta có Play Store ở đây để chúng ta có thể tải tất cả những ứng dụng của Android về để sử dụng. Chúng ta có Books Drop để chuyển file nhanh giữa máy tính và thiết bị này, cũng như là khả năng đồng bộ ghi chú ở trên những dịch vụ đám mây. Một cái màn hình e-ink cao cấp như này không thể nào thiếu đi những cái chế độ làm tươi khác nhau mà Onyx đã từng trang bị trước đây cho những máy đọc sách của họ. Chúng ta vẫn sẽ có 4 cái chế độ làm tươi khác nhau và với 4 chế độ này thì nó sẽ tùy thuộc vào những tác vụ mà chúng ta có thể sử dụng nó một cách linh hoạt nhất. Ví dụ như khi chúng ta duyệt web chẳng hạn, chúng ta sẽ cần cái khả năng refresh nó cao thì mình sẽ chọn cái khả năng refresh nhanh. Như vậy thì cái chất lượng, cái độ mịn của chữ nó sẽ giảm đi một chút. Khi nào mà đọc sách hay tài liệu thì chúng ta sẽ chọn về cái chế độ mịn, nó sẽ tận dụng được tối đa cái độ phân giải 300 dpi của nó. Về cái màn hình màu thì mình có thử mình mở một số hình ảnh cho các bạn thấy đây, nó hiển thị khá là tốt đúng không? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta xem YouTube thì chúng ta rõ ràng thấy rằng cái giới hạn về refresh của nó so với lại những chiếc tablet Android hay là iPad. Tuy nhiên thì chắc chắn một điều rằng chẳng ai mua cái tab Ultra C này về để xem video hay là chơi game cả. Onyx cũng trang bị cho cái máy này cái phần mềm New Reader để chúng ta đọc gần như là tất cả những định dạng file với nó và chúng ta có thể xử lý những cái file PDF, chúng ta có thể sử dụng bút để ghi chú, để highlight trực tiếp lên những cuốn sách hay là những cái file PDF đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có một ứng dụng ghi chú rất là mạnh mà Onyx trang bị cho cái máy này. Và bây giờ với bút cũng như là với khả năng ghi chú màu, mình có thể vẽ hay là mình có thể ghi chú và mình tạo được những cái nội dung nhìn nó rất là sống động như thế này. Nhà sản xuất cũng bán ra một cái bàn phím để chúng ta sử dụng cái tab Ultra C này. Và đây là một cái bàn phím rất là đẹp theo những cái cảm quan cá nhân của mình. Ở bên ngoài này nó được làm một lớp giả da và lớp giả da này rất là mịn nha, sờ rất là thích tay. Cái tablet và cái bàn phím này nó sẽ kết nối với nhau thông qua hít nam châm cũng như là những cái chấu kết nối ở đây. Về cá nhân mình thì mình đánh giá đây là một cái bàn phím rất là tốt để sử dụng với lại tab Ultra C. Những cái phím bấm ở đây nó có hành trình rất là sâu và nó đem lại cái trải nghiệm gõ rất là tốt cho mình trong một vài ngày mình sử dụng nó. Bên cạnh đó thì cái bàn phím này nó cũng có những phím tắt như các bạn thấy đây. Mình có thể khóa tablet, mình có thể tăng giảm âm lượng, ánh sáng hay thậm chí là chụp màn hình hay là refresh lại cái màn hình e-ink ở trên tablet. Còn đây là cây bút stylus mà Onyx trang bị sẵn khi chúng ta mua cái máy này. Nó là một cây bút không sử dụng pin, nó sử dụng một cái đầu viết như thế này và nó sẽ nhận được rất là nhiều lực để chúng ta có thể vẽ hoặc là ghi chú trên màn hình. Và trong cái quá trình trải nghiệm của mình thì mình thấy đây là một cái bút rất là tuyệt vời. Cái đầu đối diện nó là đầu tẩy, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng đầu đó để tẩy đi những nội dung mà chúng ta vừa ghi chú. Và cái bút với cái tablet này nó cũng có hít nam châm để nó gắn vào cái tablet khá là chắc. Cái bàn phím và cái bút stylus này sẽ là một combo rất là hoàn hảo để chúng ta sử dụng với lại tab Ultra C cho những công việc bao gồm gõ bàn phím cũng như là ghi chú ở trên màn hình. Về giá bán thì hiện tại mình thấy Akishop đang bán cái combo này là cái tablet này với giá là 16.990.000 cho một chiếc tablet với màn hình e-ink màu, độ phân giải cao, cấu hình cao và nó gần như là một chiếc tablet để chúng ta có thể giải trí với nó. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video của mình lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo mình nói về máy đọc sách cũng như là những thiết bị e-ink nha.